Còn đây là người sẽ tạm thời dẫn dắt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội bóng bên phía Đông Á Thanh Hóa. Trong khi đó thì cặp tiền vệ phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa gồm có Thành Long và Ngọc Tân. Huấn luyện Petrovic vẫn rất tự tin vào lực lượng hiện tại và không có bất cứ sự điều chỉnh nào trong sơ đồ xuất phát của đội bóng áo vàng. Pha chạm bóng là của Ramos, không được. Điều chuyền dành cho Phan Văn Đức, cơ hội. Phan Đức dứt điểm, không vào. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của Sông Lam Nghệ An. Và có lẽ đây cũng là pha bóng được xem là cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Quá nhiều thử thách cho Phan Văn Đức cũng như là huấn luyện viên tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng ở trận này. Nhưng Sông Lam Nghệ An có vẻ đang nhập cuộc rất tự tin. Pha xử lý khéo léo của Văn Đức, nhưng cú đá dứt điểm sau đó với lực chưa đủ tốt để có thể đánh bại được Thanh Diệp. Cơ hội dành cho Đông Á Thanh Hóa, sút bóng quá nhẹ. Một trong những cơ hội tốt để cho đội bóng huấn luyện viên Petrovic có thể khai thông thế bế tắc. Tình huống đối mặt với thủ môn Văn Hoàng, người đã tung ra cú sút đó là Trịnh Văn Lợi. Đông Á Thanh Hóa xếp ngay sau với 21 điểm. Ở mùa giải 2020, thì câu lạc bộ Quảng Nam đội bóng đã phải xuống hạng. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội chủ nhà. Cả ba ngoại binh của Sông Lam Nghệ An đều có mặt trong rào chắn bên phía đội khách. Đủ thấy đây sẽ là một pha bóng nguy hiểm dành cho đội chủ nhà. Dứt điểm ngay. Chút khá cả. Đó là một cú đá tốt của Jose Pinto. Như vậy là sau tình huống vừa rồi thì Nguyễn Văn Đức đã không thể tiếp tục thi đấu. Cơ hội của Thanh Hóa dứt điểm. Đá ở góc hẹp. Pha ra chân rất nhanh. Tình huống xử lý vừa rồi là của Trịnh Văn Lợi. Lại thêm một pha dâng cao nữa của hậu vệ cánh bên phía Đông Á Thanh Hóa. Bóng đã đập lưng của Ramos trước khi tới vị trí của Văn Lợi. Sông Lam Nghệ An luôn là một lò đào tạo cho ra đời rất nhiều những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao. Pha xử lý của Văn Lợi, dứt điểm, đá khá căng. Kể từ đầu trận cho tới giờ thì Trịnh Văn Lợi thường xuyên có những tình huống dâng cao để tham gia tấn công. Vừa rồi lại một lần nữa thì số 15 tung ra cú sút không đưa bóng đi trúng mục tiêu. Người đã có pha phá bóng không tốt là Đình Đồng. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được thì có lẽ Thanh Hóa đã có được lợi thế về mặt tỷ số giữa Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Thế cân bằng vẫn chưa bị phá vỡ. Lúc này tỷ số vẫn đang là không đều. Như vậy là trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã nổi còi khép lại thời gian thi đấu của hiệp 1. Hai đội rời sân với kết quả hòa không đều trong một thế trận mà Đông Á Thanh Hóa là những người kiểm soát bóng tốt hơn, có được những ưu thế khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An.
đã trải qua mạch 10 trận bất bại liên tiếp khi tiếp đón đội bóng xứ Nghệ trong các trận derby vùng Bắc Trung Bộ. Cơ hội dành cho đội chủ nhà. Lưới của Sông Lam Nghệ An đã rung lên. Và người vừa lập công cho đội bóng xứ Thanh đó là Jose Pinto. Cuối cùng thì những ưu thế của các cầu thủ áo vàng cũng đã được cụ thể hóa. Phút thứ 57, Jose Pinto đã giúp cho Đông Á Thanh Hóa vượt lên dẫn trước. Tỷ số lúc này Đông Á Thanh Hóa 1, Sông Lam Nghệ An. Quá nhiều khó khăn dành cho huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng trong một trận đấu mà ông không có nhiều lựa chọn. Về mặt lực lượng thì Sông Lam Nghệ An mất đi rất nhiều những cầu thủ quan trọng. Và phối hợp giữa hai ngoại binh của Đông Á Thanh Hóa. Bóng đã chạm đầu của Ramos trước khi tới vị trí của Pinto. Bá Sang là người đã không thể cắt được đường bóng trong tình huống vừa rồi. Pinto rất thoáng. Cơ hội dứt điểm. Đã chạm đầu gối của Ramos. Phương án tấn công của cầu thủ áo vàng là nhiều hơn hẳn so với Sông Lam Nghệ An. Và cũng vì thế họ tạo ra rất nhiều những pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của Văn Hoàng. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm không như mong muốn của Ramos. Một động tác mà có lẽ chúng ta thường thấy trong môn đá cầu thay vì bóng đá. Cũng chạm bóng bằng đầu gối của Ramos câu lạc bộ Nam Định, nhưng anh không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn nên đã bị thanh lý sớm. Văn Hoàng vừa cứu thua cho đội bộ Sông Lam Nghệ An. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Các học trò của viên Petrovic vẫn tạo ra thế trận tốt hơn so với những vị khách. Phương án tấn công là khá đa dạng. Cuộc chuyển vừa rồi của Thanh Long có phần hơi sâu. Lê Phạm Thanh Long là cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt. Những đường truyền từ vị trí của tiền vệ trung tâm này có sự đột biến khá cao. Vẫn là cầu thủ Thanh Hóa. Đẩy lên. Xuân Cường đánh đầu. Pha chạm bóng vừa rồi là của Xuân Hùng. Cú dứt điểm không tốt của cầu thủ mang áo số 9. Với hy vọng làn gió mới xuất hiện sẽ giúp cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Sông Lam Nghệ An khởi sắc hơn, giúp họ xóa đi những vận đen đủi. Cơ hội. Tình huống phá bóng tốt của hàng phòng ngự bên phía Đông Á Thanh Hóa. Nỗ lực đáng khen ngợi tới từ vị trí của Trịnh Văn Lợi. Chít chút nữa thì các cầu thủ cơ hội dành cho Đình Tùng dứt điểm không vào. Tuy nhiên ở pha bóng vừa rồi thì có vẻ như trọng tài biên cũng đã bắt lỗi việt vị đối với tiền đạo của Đông Á Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì Đình Tùng cũng đã có nhiều lần đối mặt với thủ thành đối phương. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một cơ hội quá tốt để cho Đình Tùng có thể lập công. Với những trọng tài nghiêm khắc thì hoàn toàn Văn Đức có thể phải nhận một thẻ vàng ở pha bóng và bóng vừa rồi, dù cho anh có vào trúng bóng.
Và như vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Thanh Hóa. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Jose Pinto. Một trận đấu mà Thanh Hóa đã chơi tốt hơn so với cao thủ Sông Lam Nghệ An. Họ xứng đáng có được thành quả này. Và nếu như kết quả của các trận đấu còn lại được giữ nguyên thì Thanh Hóa sẽ chen chân vào top 6 đội dẫn đầu.